Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn cũng biết thì ứng dụng Zalo hiện tại đã cho phép tất cả chúng ta đăng nhập nhiều tài khoản cùng một lúc trên một thiết bị luôn. Và tính năng này rất là hữu ích khi mà giúp các bạn tiết kiệm được thời gian nè cho việc đăng nhập của mình, mà các dữ liệu vẫn được đồng bộ và giữ nguyên khi chúng ta chuyển đổi nhiều tài khoản Zalo. Và ngày hôm nay trong video clip lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách đăng nhập 3 tài khoản Zalo cùng một lúc trên chính chiếc điện thoại của mình. Không phải là ai cũng biết đâu các bạn ạ. Let's go. Đầu tiên thì các bạn của chúng ta, nếu mà ai chưa có tài khoản Zalo hoặc chưa có tải cái app này thì các bạn vào bên trong App Store hoặc là bên đối với hệ điều hành iOS, và nếu như các bạn xài điều hành Android thì các bạn vào bên trong CH Play ha. Đối với mình là xài iOS thì mình vào App Store nè, tải ngay cái app Zalo. Và nếu mà các bạn nào đã tải rồi thì các bạn nhớ lưu ý giùm My một cái nữa là các bạn phải cập nhật cái phiên bản mới nhất trên Zalo luôn các bạn nha. Rồi, đây là các bạn cái app này ha. Thì nếu mà các bạn nào đã cập nhật phiên bản mới nhất rồi, các bạn chỉ cần là mở thôi. Khi mà mở cái app Zalo ra thì đây là nick của mình hiện lên nha các bạn. Bây giờ các bạn là thấy ở bên trên đây nè, đó, kế bên đây là nó có cái dấu hoa thị á các bạn. Rồi đây là phần thiết lập, các bạn click vào đây rồi nó sẽ hiển thị cho các bạn cái thiết lập ha, các tùy chọn nè. Rồi bây giờ là dưới cái phần quyền riêng tư, các bạn có thấy chữ tài khoản và bảo mật không ạ? Các bạn click vào đây giùm mình nha, chọn tài khoản và bảo mật. Ở phía dưới đây nó có sẽ thiết lập là chuyển tài khoản, click vào thì đây ha. Đây là các bạn, đây là ba cái nick mà mình đã hoàn toàn đăng nhập rồi. Nên bây giờ mình thử cho các bạn nha. Hồi nãy là mình đã đăng nhập một cái nick ở trên, bây giờ mình sẽ thử chuyển đổi tài khoản qua lại thử xem. Và các bạn lưu ý giúp mình nha, mỗi một cái thiết bị như thế này nè chỉ được đăng nhập Zalo là ba nick mà thôi, cho các bạn tối đa sẽ là ba nick mà thôi. Mình sẽ chuyển đổi tài khoản qua cho các bạn xem. Đây, mình sẽ click vào bên trong đăng nhập đó, bấm thêm mình chữ hoàn tất. Rồi nghĩa là tức thì cái cuộc trò chuyện đó, giữa mình với lại bạn của mình hay là đồng nghiệp hay là người thân gì đó sẽ lập tức hiện ra hết cho mình luôn ha. Và nếu như các bạn muốn thay đổi tài khoản, muốn chuyển đổi tài khoản rất là dễ thôi, chỉ cần vào lại. Đây, vào lại cái lúc hồi nãy, tài khoản và bảo mật, chuyển đổi tài khoản, rồi sau đó chọn cái nick mà mình mong muốn, mà mình muốn đăng nhập á. Bấm vào chữ đăng nhập và bấm vào chữ hoàn tất giống hồi nãy y chang. Rồi, vậy là xong nha các bạn. Và như vậy thì các bạn của chúng ta có thể đăng nhập nhanh giữa các tài khoản một cách rất là dễ dàng trên một thiết bị bằng cách là nhấn vào biểu tượng chuyển tài khoản ngay cạnh hình đại diện Zalo của mình luôn. Rất là hữu ích dành cho tất cả các bạn bè của chúng ta. Nếu mà mượn điện thoại của mình để dùng gấp á, thì Zalo trường hợp mà hết pin hay là không cần phải đăng xuất ra tài khoản của mình luôn. Với những bước đơn giản mà mình đã hướng dẫn cho các bạn vừa rồi, hy vọng tất cả các bạn của chúng ta có thể là thực hiện dễ dàng trên chính chiếc điện thoại của mình ha. Vậy là thời lượng chương trình thủ thuật 1 phút trên kênh của H Channel cũng đã khép lại rồi, và hy vọng là gặp lại tất cả các bạn vào những số tiếp theo. Và đừng quên là subscribe kênh của H Channel để cùng cập nhật thêm thật nhiều thủ thuật khác hay hơn như thế nữa các bạn nhé. Bye bye.